Thưa quý vị, hiện những lỗ hổng trong công tác kiểm định xe cơ giới đã được cơ quan cảnh sát điều tra tại nhiều tỉnh thành phố chỉ rất rõ. Đó là nhận tiền và tạo điều kiện cấp tem cho không đạt. Và tại Trung tâm Kiểm định xe cơ giới 1501V Hải Phòng, trong sáng nay, ngày 21 tháng 3, phóng viên VTC14 đã ghi nhận một trường hợp được cấp tem kiểm định rất bất thường. Khi nhiều bộ phận trên xe bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng sau 3 tháng quay trở lại đăng kiểm, ghi nhận của VTC14. Chiếc xe mang biển kiểm soát 15C-15704, kiểm định cách đây 3 tháng và được Trung tâm Kiểm định xe cơ giới 1501V Hải Phòng cấp tem. Người ký cấp tem kiểm định cho chiếc xe này vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 là ông Trần Thái Phong, Phó Giám đốc Trung tâm. Sau 3 tháng hết hạn kiểm định, chủ xe quay trở lại đăng kiểm thì phương tiện trong tình trạng hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều bộ phận trên xe bị mục nát, hoen rỉ. Chiếc xe này sản xuất từ năm 1999 và có niên hạn sử dụng đến năm 2024. Khi phóng viên VTC14 trao đổi thì chủ xe cho biết vừa mua lại của một người quen. Xe chạy vẫn ngon, chạy thì vẫn tốt, vẫn đảm bảo an toàn. Cái gì xét này thì cái xe lâu đời thì cũng là nó có gì xét rồi, nó mục nước rồi. Nhưng mà em thấy là cái độ an toàn của nó vẫn còn. Liên quan tới câu chuyện này, phóng viên VTC14 đã liên hệ trực tiếp với ông Trần Thái Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định xe cơ giới 1501V để phản ánh. Thì ông này có cách giải thích khá lạ lùng. Cái đấy không phải là khung xe anh ạ, khung xe nó nằm ở bên dưới. Chứ cái chỗ đấy của nó là gì ạ? Ở cái phần vỏ thôi. Về phần vỏ thì là đúng ra là không ảnh hưởng đến an toàn, nó chỉ ảnh hưởng đến mỹ thuật. Cái con mắt nhìn cái cảm nhận thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng gì đến an toàn. Vì là người cách đây 3 tháng cấp tem cho chiếc xe này, nhưng ông Phong cho rằng thân xe bị rỉ sét, mọt không ảnh hưởng tới an toàn. Và đây là những hình ảnh được ông Phong cho là an toàn. Không, lần trước nó làm sao có đèn này, cái này chắc là mới đấy. Anh nhìn đây này nó khác gì đâu. Không, sao lại không khác đâu? Anh nhìn đây đâu. Không, đẹp. Cái này của nó khác hẳn hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn. Không, nó nhìn khác gì cả. Để nói lại cho anh hiểu là như thế này nhé. Kể cả như thế này của nó nhé. Cũng không phải nó. Vấn đề của cái đèn này là đèn gì? Là đèn xi nhan, đèn kích thước phản sáng. Cái đấy đâu có phải là cái gì đâu bất thường. Đấy là các anh là có thể là các anh nhìn vào những cái xe mọt rỉ hoặc là những cái xe gì đó thì anh nghĩ là cái này mọt rỉ, cái này là không thể được. Nhưng mà về con mặt kỹ thuật của chúng tôi thì là những cái phần mọt rỉ không gây ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật thì chúng tôi vẫn chấp nhận. Theo tìm hiểu của VTC14 thì Trung tâm Kiểm định xe cơ giới 1501V Hải Phòng do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý trực tiếp. Thưa quý vị, hiện đã có hàng loạt các lãnh đạo, đăng kiểm viên của hàng loạt các trung tâm trên cả nước bị khởi tố, tạm giam vì liên quan tới tiêu cực trong kiểm định xe cơ giới. Hệ lụy của tình trạng này đó là nhiều tỉnh thành phố đã xảy ra hiện tượng quá tải đăng kiểm, ùn tắc nghiêm trọng. Liên quan tới vấn đề này, VTC14 sẽ tiếp tục phản ánh trong những bản tin tiếp theo.